tất cả những gì chúng ta làm được thì được sự đóng góp nhiệt tình của ban giám hiệu, của các thầy cô giáo và các học sinh. Đặc biệt ở đây là được sự hỗ trợ của các bạn tình của ban giám hiệu hội thành các học sinh của trường Trung Dung. Thì qua đó thì qua đó các thành tích thì chúng ta cũng thấy là những thành tích chúng ta mở đặt được và đạt rất là nhiều những phong trào, những cuộc thi của các quốc gia, của các tỉnh và các thành phố. Thì qua đó thì ghi nhận được những sự đóng góp của tất cả các thầy cô giáo, sự năng nổ học tập của các học sinh thì có kết quả như hôm nay. Thì như chúng ta đã biết thì từ trường học Vĩnh Du trong những năm nay thì chúng tôi được lãnh đạo của tỉnh thành phố xem đây là trường điểm của trường học và của chương trình của trường như của thành phố để đã cũng như vậy vì vậy luôn luôn đồng hành theo dõi tất cả các loại những nhà trường và thông qua đó thì nó minh chứng được công việc của chúng ta làm được cái gì như vậy cũng như vậy và những thành tích chúng ta đạt được thì nó tương xứng như gì mà người ta đặt trong thân của chúng ta đó là trường tiểu học Vĩnh Du là chống từ điểm và của thành phố Hà Nội. Song song đó thì tất cả các hoạt động của nhà trường, các hoạt động của mọi người bạn học sinh và tổ chức được học tập của các em các phong trào hoạt động của nhà trường gắn với phong trào của vùng điều lợi sự hỗ trợ đồng tình có mặt chặt chẽ để thực hiện. Tuy nhiên và những thành tích chúng ta đạt được thì cũng còn nhiều những giới nhất định từ trong xây chi bộ lãnh đạo nhà trường phương pháp dạy và học thì những gì đó các bậc phụ huynh ý kiến cũng quan tâm đến công tác giảng dạy của trường, nhưng vì vậy thì trong năm học 2017-2018 thì có một số lựa chọn sau. Thứ nhất thì về xây dựng hệ thống chính trị trường thì chúng ta cũng được thương lại từ trong các nhiệm kỳ 2017-2020 thì các đồng chí lãnh đạo chủ bộ là các đồng chí trong ban giám hiệu trường rất thuận lợi trong việc lãnh đạo chủ bộ mà chi bộ chúng ta hiện nay có theo cái đại diện thì đây là những hạt nhân nòng cốt của hoạt động của nhà trường. Như vậy là mỗi giảng viên, mỗi cán bộ giáo viên của trường luôn luôn phải nghiêm túc phản biện vấn đề của mình, luôn luôn quyết tâm học tập làm theo tấm gương của Hồ Chí Minh, theo tinh thần tự hào của Hồ Chí Minh, xây dựng chi bộ chúng ta ngày càng vững mạnh hơn nữa để tổ chức lãnh đạo nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm học 2017-2018.